Trong phần 2, những chia sẻ xúc động của bà Sáu, người nuôi lớn nam em, từ những ngày chập chững tập đi cho đến khi học đại học. Đó là cả một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm cha mẹ, rồi phản ứng của hàng xóm khi những chuyện lùm xùm về tình cảm của nam em được báo chí đưa tin. Không giống như những người đẹp khác, hoa khôi Nguyễn Thị Lệ nam em nhiều lần chia sẻ với truyền thông rằng cô có tuổi thơ bất hạnh. Người đẹp 9X sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tiền Giang. Cuộc sống từng ngày của gia đình luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn đủ điều, đã có những lúc tưởng chừng cô không thể sống nổi. Chưa dừng ở đó, khi vừa chập chững lên ba, nam em lại đón nhận thêm bi kịch khác. Ba mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ mỗi người một hướng. Trải qua nhiều nốt thăng trầm trong cuộc sống, sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, đến thời điểm hiện tại cái tên nam em đã có một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Sự nổi tiếng đã giúp cho cô kiếm ra nhiều tiền, nhưng những ai thân quen với cô đều biết nam em cứ canh cánh bên lòng rằng cô đã không lo cho bố lúc sinh thời được cuộc sống an nhàn. Đem tất cả những đau đớn về một cô gái đã trải qua nhiều thăng trầm khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ, cộng với câu chuyện tình cảm quá ồn ào gần đây của nam em với danh hài Mười Khó, chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến đi đến Tiền Giang, nơi sinh ra và lớn lên của Nguyễn Thị Lệ nam em. Tại đây chúng tôi đã gặp má Sáu, bà là người nuôi nấng hai chị em nam em Lệ Nam. Từ những năm chập chững tập đi, vẫn đâu đó là tính cách con người miền Tây chất phác. Bà Sáu tỏ ra thân thiện và kể cho chúng tôi biết nhiều thông tin thú vị xung quanh cuộc sống của hai chị em, những ngày còn ở quê, cũng như cảm nhận của bà Sáu về những lùm xùm chuyện tình cảm vừa qua. Cô có thể cho biết mối quan hệ của cô và hai chị em nam em, nam anh để mọi người hiểu rõ hơn. Tôi là cô Sáu, người nuôi hai chị em nam em từ hồi học mẫu giáo. Lúc mà tụi nó mới lên 2 tuổi, lúc này hai đứa còn nhỏ lắm, hồi đó ở quê nhà nghèo lắm, đường đi thì khó khăn nên tôi quyết định đón nam em. Quê nhà tôi ở trước, còn nam chị thì ở với mẹ. Thời điểm này cũng là lúc ba mẹ nam em quyết định ly hôn và hai người tan đàn xẻ nghé. Anh Đồng và nam em theo bố ở nhà nội, nam chị theo mẹ về nhà ngoại sống. Cô Sáu có thể chia sẻ lý do mà ba mẹ của nam em ly hôn là do đâu? Bố mẹ nam em ly hôn nhau vì không hợp tính, bất đồng quan điểm với nhau. Hồi xưa cha của nam em rất gia trưởng, lúc chia tay bố mẹ nam em có 3 người con, anh Việt con trai đầu với nam em ở với bố, còn nam chị thì ở với mẹ ở quê ngoại. Hồi mới ly dị ai cũng nghèo, ai cũng khổ, tôi thương các cháu vô cùng. Cô Sáu có thể cho mọi người được biết hai chị em Lệ Nam khi còn nhỏ là người như thế nào? Từ ngày sống với tôi, một tay tôi dường như lo lắng hết cho hai cháu. Hai chị em sống với tôi đến năm học cấp 3 luôn. Hồi ở quê, hai chị em suốt ngày chỉ hữu hỉ chơi với nhau, đặc biệt là rất ít đi chơi, cứ đi học về là lủi thủi ở nhà. Cô em rất yêu văn nghệ, hồi đi học hay tham gia văn nghệ lắm. Lúc ở quê bước vào cấp 1 là hai chị em đã biết tự nấu ăn rồi. Sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, gia đình từ nhỏ, có bao giờ hai chị em tâm sự với cô về sự khốn khó tuổi thân? Ngày sống với tôi, hai chị em ít thể hiện ra trong lòng đang suy nghĩ như thế nào, nên tôi cũng không biết hai chị em có tuổi thân hay không. Nhưng mà trong gia đình tôi ai cũng thương hai chị em hết, nhất là ông xã tôi. Hồi xưa nam chị xinh xắn lắm nên được ông xã tôi cực kỳ cưng, nên tôi chắc chắn một điều là sống với tôi hai chị em không thiếu thốn gì. Hồi đi học hai chị em chỉ cần học thôi, tôi lo hết tiền học. Tôi cũng thường xuyên động viên hai cháu phải cố gắng học hành, có cái chữ mới thành đạt sau này, nên hai chị em chăm lắm. Nam em từng tâm sự lúc còn ở quê cũng phải làm ruộng, lao động chân tay. Cô Sáu có thể chia sẻ nhiều hơn. Lúc sống với tôi, hai chị em nam em như những đứa trẻ ở quê, cũng phải ra ruộng phụ tôi, rồi giúp tôi nuôi heo. Lúc lớn lên một chút, cô em và cô chị thay phiên nhau lo việc nhà cũng như cơm nước cho gia đình. Thời điểm đó nhà tôi làm nông, ai mà chả phải lao động chân tay. Nhưng được cái, hai chị em nam em giỏi lại khéo tay nên cái gì cũng làm tốt. Khi lớn lên và quyết định ra Hà Nội học tập, nam em có tham khảo ý kiến của cô Sáu không? Đương nhiên là có rồi, mỗi quyết định của hai đứa đều có hỏi ý kiến của tôi và ông nhà. Con đường học hành của hai chị em phải nói là rất gặp nhiều may mắn khi có nhiều sự giúp đỡ của các cô chú. Ngày mà nam em cắp sách xuống Cần Thơ tham gia thi tuyển vào trường văn hóa nghệ thuật quân đội, tôi lo lắng lắm. Rồi nó cũng trúng tuyển và sau đó thì hai chị em cùng nhau ra Hà Nội để học tập. Nhiều thông tin trên báo chí về việc Lệ Nam và mẹ ruột có những xích mích với nhau là người trong cuộc cô chia sẻ như thế nào? Thông tin này là tôi thấy sai. Mới đây nam em đang quen cuộc thi người mẫu thời trang ở Vũng Tàu, mẹ của nó còn ra đó cổ vũ cho con gái mà, nên chuyện này là không đúng. Tết vừa rồi nam chị vẫn về quê chở mẹ đi chùa đấy, sao lại nói là mẹ con xích mích nhau được? Còn về tin đồn hai chị em Lệ Nam và nam em cạch mặt nhau thì sao hả cô Sáu? Thông tin này càng sai. Tôi vẫn thấy hai chị em vẫn thường xuyên nhắn tin nhau,
Mỗi lần một trong hai đứa nó về quê tôi cũng đều hỏi thăm đứa còn lại. Tụi nó đều bảo với tôi, dù khá bận rộn với công việc nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau. Tôi cũng hay bảo hai chị em nam em, lớn rồi cô giáo chỉ có một tâm nguyện là hai chị em về chung một mái nhà để sống với mẹ của mình, bố mất rồi còn mỗi mẹ, nên tôi luôn dặn các cháu phải yêu thương và chăm sóc cho mẹ thật nhiều. Tôi biết như thế nào mà lại có những chuyện như này xảy ra. Những ngày gần đây, cô giáo có biết những ồn ào không hay của nam em về chuyện tình cảm với danh hài Trường Giang không? Tôi không có đọc báo mà tôi nghe mọi người trong xóm nói lại. Dân quê mà, họ xì xầm chuyện này cả ngày, nhưng mà tôi có thật đó là chuyện con nít. Mình bây giờ là phải lo cho bản thân mình đã, lo cho chuyện con nít làm gì. Thậm chí khi mà hàng xóm hỏi tôi nghĩ sao về chuyện này, tôi chỉ biết trả lời con cháu giờ tụi nó lớn hết rồi, nên tôi không can thiệp vào nhiều. Ai cũng có cái quyền của mình mà, huống chi nam chưa vợ, gái chưa chồng mà. Trong thời điểm ra những chuyện ồn ào tình cảm của nam em, cô giáo có liên lạc nói chuyện với nam em. Tôi có điện thoại lên cho mẹ nam em và nói chuyện. Tôi chỉ nói tám, sao tao nghe chuyện gì mà nó kỳ vậy tám? Tao chỉ nghe người ta nói mà tao chưa có chính mắt đọc tờ báo nào nha. Mày coi nói nó nha, tám theo từng ngày của mẹ ruột của nam em. Cô giáo cho biết thông tin nam em phải nhập viện hay thông tin phải tìm đến cửa Phật để tịnh tâm sau khi công khai chuyện tình cảm với Trường Giang. Tôi có nghe rồi, mấy hôm trước mẹ của nam em về đây. Tôi có hỏi nhưng mẹ nam em bảo với tôi là không có chuyện nam em tự tử như báo chí đưa tin. Thời điểm diễn ra những chuyện không hay, hai mẹ con nam em có về nhà nhưng cũng không ở lâu, chỉ có 1-2 ngày rồi lên lại Sài Gòn. Nhưng tôi không gặp được, tôi cũng định gọi lại cho nam em nhưng ở quê thời gian đi làm bận quá nên lại thôi. Nhiều ý kiến cho rằng do lớn lên trong một gia đình thiếu thốn về tình cảm nên nam em dường như khá mềm lòng trước những sự quan tâm nên mới có những ồn ào không hay về chuyện tình cảm gần đây. Tôi không nghĩ là do thiếu thốn tình cảm đâu. Hồi Tết mùng 9 năm em mới về khai trương cửa hàng của ông chú nam em, vẫn rất bình thường, tính cách của nó trước giờ vẫn vậy nên hay bị tôi gọi là con bé tưng tửng. Nhưng qua chuyện này tôi luôn tự hỏi sao biết như thế nào mà lại có những chuyện này xảy ra. Nhưng tôi nói thật, tôi là dân quê, mấy chuyện sao biết ai mà biết được là thế nào. Trước những ồn ào không hay về chuyện tình cảm của nam em thì hàng xóm phản ứng như thế nào? Hàng xóm họ bàn tán nhiều lắm, mỗi ngày tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi bà có nghe chuyện gì không. Nói thật tôi chả đôi co hay trả lời ai điều gì cả, vì tụi nó lớn rồi, thôi kệ tụi nó. Bản thân là người nuôi nấng nam em từ những ngày bé, khi mà những chuyện không hay diễn ra, những lời đàm tiếu của hàng xóm, bản thân cô giáo có cảm thấy buồn lòng. Tôi cũng buồn nhiều lắm, sao nó có chuyện gì lại không chia sẻ với tôi mà lại đi nói ra vậy, để hàng xóm người ta đánh giá. Nhưng mà thật lòng bản thân tôi cũng chả biết phải làm gì, thôi tôi cũng chỉ mong các cháu phải cố gắng vượt qua. Mấy ngày qua tôi hay gọi điện cho mẹ nam em và dặn phải quan tâm và chăm sóc cho nam em nhiều hơn trong thời điểm này. Một phần là xa xôi quá, tôi cũng lu bu công việc, không có thể lên thăm hỏi được. Không có đại gia chống lưng, không giàu như tiền hạ đồn, phải vay tiền họ hàng, mua xe hơi. Còn thời điểm nam em đang quen ho khôi đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có nhiều thông tin nam em thay đổi tính cách hẳn, cũng như những tin đồn có đại gia hỗ trợ, cô có biết điều này. Tôi thấy bình thường lắm, không có gì thay đổi cả. Là ho khôi rồi thì xuống nhà tôi vẫn đi ra chuồng heo, ra nhà vườn phụ tôi bình thường. Hai chị em dù có nổi tiếng thì vẫn thường xuyên về thăm tôi. Đôi khi hai chị em bận quá thì gọi điện hỏi thăm tôi. Sau này bận quá, nam em thì thường về quê hơn, còn nam chị bận rộn với việc học nên ít về. Còn chuyện có đại gia chống lưng là tôi thấy sai rồi đó. Nhiều khi tôi tự đặt ra câu hỏi, sao mà làm showbiz có nhiều thứ nó đồn thổi từ bị đặt ra nhiều vậy. Có vẻ như sau những năm miệt mài lao động trong showbiz thì hai chị em nam em cũng đã xây dựng căn nhà khang trang cho gia đình. Thật ra căn nhà mà gia đình nam em đang ở là nhà thờ tổ. Căn nhà được xây khang trang là do tôi xây dựng lại. Có phần còn lại là bác năm, bác bảy chung tay và ủng hộ thêm. Chứ chị em nam em tụi nó cũng chỉ đủ ăn đủ sống, tiết kiệm được chút ít, chứ đâu có giàu có gì nhiều như người ta hay đồn thổi đâu. Vậy mà vẫn có nhiều thông tin nam em quen đại gia, cuộc sống giàu sang, cô giáo có nghe thông tin này không? Tôi thấy nhiều thông tin rồi nghe hàng xóm bảo người ta đồn nam em cặp đại gia, kim cương, gì đó thì tôi thấy sai hoàn toàn. Mấy ai biết tiền để mở nhà hàng là một tay nam em, nó chạy đôn chạy đáo để cho đủ mà kinh doanh. Thậm chí chiếc xe nam em đang đi, lúc mua cũng là do một phần tiền của gia đình cho vay. Tôi thấy những thông tin nam em cặp đại gia để lấy tiền là hoàn toàn sai sự thật. Nói vậy tội con nhỏ, nó cố gắng lao động cũng làm ngày làm đêm, hồi kinh doanh nhà hàng đó, tôi thấy nó cực quá trời.